tu hạnh nhẫn nhục cùng tạo phân hết, thì cái hạnh nhẫn nhục cùng tạo phân hết thì cỡ nào? Quý vị nghĩ, người ta chửi mình nhịn, nhẫn đã cùng tạo chưa? Người ta đánh mình chạy, nhẫn nhục cùng tạo chưa? Vậy chứ nhẫn sao mới cùng tạo? Nghĩa là xin mắt cho mắt, xin tai cho tai, phải không? Nghĩa là tất cả cái gì đã xin đều sẵn sàng cho hết, đó gọi là nhẫn nhục cùng tột. Còn mình giờ xin cái gì ở ngoài đó mà còn chưa ưng cho, huống nữa là cái lỗ tai, cái con mắt của mình thì thôi, chừng nào làm được, phải không? Vậy đó là nhẫn nhục ba la mật đó. Xin cái gì sẵn sàng cho bất cứ trong thân này. Như vậy thì Bồ Tát thực hành nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục cứu kính cùng tột. Mà nhẫn nhục cứu kính cùng tột đó mà không chấp với nhẫn nhục cứu kính cùng tột, ấy mới gọi là nhẫn nhục cùng tột. Còn nếu chấp tôi tu hạnh nhẫn nhục hơn ai hết, không thể nào mà ai có thể bì được cái hạnh của tôi, thì thấy vậy có cùng tột chưa? Còn khẳng định cái nhẫn nhục là thiệt, phải không? Như vậy thì chúng ta nhìn đi nhìn lại mới thấy bố thí thân hy sinh cả cái mạng sống, mà nếu cho cái bố thí, cái hy sinh đó là thiệt thì cũng chưa phải là chỗ cứu kính cùng tột. Vì vậy cho nên cái tu này nghe thì nó dễ mà hành thì nó hơi khó. Khó không? Nhưng mà có cái dễ ợt mà chứ không có khó. Không cần bố thí ba la mật gì hết, mà chỉ trì bốn câu kinh thôi. Phải không? Thọ trì bốn câu kinh. Thì giờ quý vị đem hai cái so sánh nè. Cái cho mắt, cho tai, cho thân thể. Còn cái thọ trì bốn câu kệ. Cái nào dễ? Mà cái này, cái thọ trì bốn câu còn hơn cái này nữa mà. Mà tại sao không chịu làm? Phải không? Cái bên này làm không nổi, mà cái này dễ mà không chịu làm nữa thì thôi chịu. Phải không? Làm cái gì đây? Bên này thì than không thể làm được, còn bên này thì dễ quá mà cũng không chịu làm. Thì như vậy thì đi tới đâu bây giờ? Đó, bên kia thì bố thí thân nè, bố thí tất cả những cái gì quý báu của mình mà không chấp, không thấy thiệt, đó mới thiệt là nhẫn nhục ba la mật. Còn mà bố thí vô số đời như vậy mà còn thua cái người trì có bốn câu kệ, thọ trì bốn câu kệ kinh này thì sao? Bởi vì bố thí dù cho nhiều thân cũng là đem cái giả để tạo cái phước giả thôi, phải không? Còn cái thọ trì bốn câu kệ của quyển kinh này là đi sâu, đi thẳng trong cái chân thật. Cái chân thật nó rất là giản đơn, rất là cụ thể, mà chúng ta lại không dám nhìn, không dám nhận để tu, mà chúng ta cứ tìm kiếm những cái gì gọi là phước đức lớn lao, những cái gì gọi là được sung sướng tột độ, sung sướng ở cõi cực lạc, sung sướng ở cõi trời, vân vân. Mình thích cái đó, phải không? Làm phước làm gì cũng thích đời sau được sung sướng hưởng lạc. Thì như vậy cái làm đó là làm để được cái phước mình hưởng rồi sẽ hết, hết rồi mình cũng đọa, tức là phước trong luân hồi. Còn bốn câu kệ này là cái phước giải thoát sinh tử. Như vậy thì dù được bao nhiêu trong cái luân hồi cũng không bì được một phần nhỏ của cái giải thoát sinh tử. Tôi thí dụ như chúng ta ngủ mộng, chúng ta thấy làm phát tài, giàu có, giàu có rồi gây được làm quan, làm quan rồi được làm
tổng thống, vân vân. Thì quý vị thấy cả một chuỗi mộng, thấy thành nhà giàu, thấy làm quan to, thấy làm tổng thống một nước, vân vân. Nhưng mà cái phước đó hưởng bao lâu hết? Ít chủ năm cả trời. Mà cái phước đó là cái phước trong mộng. Còn mình bây giờ mình thích mà mình được một cái điều gì hay, cái lẽ gì đúng để mình ứng dụng, mình sống, thì cái thích được một lẽ thực để mình biết ứng dụng sống, với cái mộng mình hưởng được những cái quyền thế vua chúa, cái nào hơn? Cái nào hơn? Mộng 10 lần như vậy, 100 lần như vậy, bằng mình sống tỉnh táo, mình biết lẽ thật để mình sống, cái nào hơn? Dầu cho 100 lần, 1000 lần mộng, được mộng lành, được những cái tốt trong mộng, không bì được 1 giờ, 1 phút trong cái cuộc sống hiện tại, thực này mình thấy được lẽ phải, thấy được điều hay, phải không? Như vậy thì cái giá trị của trong mộng so với cái giá trị trong thức nó khác, không cái gì mà sánh được hết. Đó, thì chúng ta hiện giờ thấy cái cuộc đời mình là thực, mọi việc đều thực, nhưng với con mắt Phật thấy nó là một giấc mộng thôi. Mà giấc mộng này dầu được bao nhiêu, hưởng cái gì, rốt cuộc rồi cũng là giấc mộng, không có giá trị gì hết. Còn chúng ta biết thức tỉnh, trì 4 câu kinh Kim Cang, hay là bài kệ 4 câu kinh Kim Cang, đó là chúng ta đang thức tỉnh, chúng ta ra khỏi mộng. Thí dụ này, nhất thiết chư pháp như mộng quyển bào ảnh, biết cả pháp nhưng mộng quyển bảo ảnh thì mình đâu có mộng, phải không? Quý vị nhớ coi, biết mộng thì mình không phải mộng. Còn mộng mà tưởng thiệt đó là đang mộng, đang sai. Như vậy thì mình biết được các pháp nó là quyển mộng, thì lúc đó mình đang tỉnh, đang sáng. Thì cái giờ phút tỉnh sáng là quý hơn 100.000 lần giờ phút trong mộng, dù được cái gì cũng không giá trị. Quý vị chịu cái đó không? Như vậy thì thức là sướng quá, phải không? Tại sao mà chưa mộng hoài rồi lăn lộn khổ sở? Cho nên bao nhiêu lần sinh tử là bao nhiêu lần trồi hợp trong cái biển mộng sinh tử thôi, có gì thiệt? Vậy mà chúng ta hình như thích mộng hơn, thích thiệt rồi, phải không? Mộng mà được giàu sang, được quyền quý, được chức tước gì gì đó thì có bộ vui. Còn nói những cái lẽ thật thì thấy có bộ không vui. Nhưng mà tôi nói thẳng cho quý vị thấy, một người tỉnh sống trong một muôn người mê, người tỉnh tỉnh được không? Mà người tỉnh đã bị người mê nói hay sao? Người ta đang mê mà mình tỉnh thì mình nói người ta không tin mình được, mà người ta nói mình điên. Những cái gì người ta thấy mình thấy ngược lại hết, khác hết thì tất nhiên điên chứ gì. Khác với cái người đời, nói khác, làm khác với người đời thì người đời gọi là điên. Mà người đời thì đương sai trong giấc mộng. Bây giờ mình tỉnh được giấc mộng thì quý vị nghĩ gì sao? Họ khen mình, họ chê mình. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, khi nào quý vị ngủ mộng, trong giấc mộng đó mộng lành, được làm những việc tốt, hoặc là cái chùa đang cách, chùa cũng gần xong, sửa soạn lễ khánh thành rồi đàng hoàng. Mình đương sửa soạn lễ khánh thành, ai đó lại vỗ vai kêu giật mình thức dậy, tức không? Để cho khánh thành ra sao?
như vậy thì cái mình tức là cái mình đương thấy cái tốt mà không cho mình thấy trọn vẹn, cho nên mình tức. Mà cái tốt là tốt của mộng đó. Vậy đó, mà chúng ta bây giờ cũng vậy hả chị? Thôi đương làm cái này, đương tính cái kia, tính nó hay lắm, làm hay làm được, nhưng mà giờ ai chặn nó, cái đó bại mộng mị làm chi, cái tức liền. Cho nên cái người tỉnh sống với người mê thì cái tỉnh của mình nó cũng bị trì trệ một chút. Bởi vậy hồi xưa tôi hay an ủi Phật tử, tôi nói cái câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì câu đó là câu an ủi Phật tử. Nhưng mà thực sự thì tại gia, ở chợ là sống với người mê hết trơn. Ở tại gia, cha mẹ anh em bảo làm cái gì đó, nói ôi trong mộng mị mà làm chi anh, chửi không? Mới chửi liền. Đó. Còn đi buôn bán mà lỗ lã về nói ở nhà rầy, cái mình nói mộng mị có gì quan trọng, cái thì sao? Cũng bị chửi luôn. Vì vậy mà trong cái giả dối tạm bợ mà mình nói cái lẽ thật thì người ta nói mình điên. Còn giờ ở trong chùa mình nói giả, nói đi, tạm bợ người ta nghe người ta cũng quen tai quá rồi, không ai nói mình điên hết, phải không? Như vậy thì mình dễ tu hơn nhiều. Ở chùa là dễ tu. Dễ tu mà cũng khó tu, vì dễ riết rồi coi thường, phải không? Riết là nói mộng, nói mị, nói đủ thứ hết, mà miệng nói mà sự thật lòng mình chưa được. Cho nên miệng nói đời là mộng thì ai chửi cũng phải cười, miệng nói mộng mà ai chửi cái giận thì hết mộng rồi. Như vậy thì tất cả quý vị hiện giờ ở đây được người ta chửi mình cười ha, mình giận. Bữa nào ai được chửi cái nỗi giận nó thôi rồi, Quynh không phải thấy mộng rồi. Quynh không phải thấy mộng rồi. Cứ chỉ mặt Quynh không thấy mộng rồi thôi hết à. Hết giận liền. Chứ đừng khái lộn, người ta đã lỡ trong cái lòng rồi thì mình phải lấy cái tỉnh mà nhắc người ta, chứ còn mình dùng cái lầm mà cãi người ta thì hai bên lầm hết trơn rồi. Phải không? Nên khi nào mình nói mình làm cái gì mà thấy không vừa lòng huynh đệ la hét mình, cái thì chỉ nói lúc này huynh tỉnh hay huynh mộng. Thôi không nói chi thêm câu thứ hai thứ ba gì nữa, thì cứ nhắc nhẹ nhẹ như vậy để cho người ta tỉnh. Tu là như vậy, chứ còn ta hét mình cái mình nổi sân lên nữa thì cả hai đều sao, đều vật lộn trong mộng hết, phải không? Rốt cuộc không ai ra khỏi mộng. Như vậy cái tu á, nó thật là đơn giản mà nó rất là khó, bởi vì một người tỉnh mà muôn triệu người mê, cho nên tỉnh đi trong mê là khó. Vì vậy mà hồi xưa có nhiều thiền sư giả điên đó, như mấy người điên làm tầm tào lao, nói bậy nói bạ, chứ không cần màng tới họ nói gì, nói điên cũng cười với họ thôi, đùa với họ thôi. Còn mình bây giờ lỡ ai nói điên mình chỉ không nói rồi, phải không? Vì mình sợ điên lắm. Mà tu đúng như thật thì thực ra nó khác với thế gian hẳn. Quý vị thấy có khác không? Người thực tu đúng như kinh điển dạy, đúng như lời Phật, lời tổ chỉ, thì chúng ta giống hệt người điên giữa quần chúng. Bởi vì những cái chỗ Phật thấy, Phật nói là cái chỗ chỉ của người giác ngộ, mà thế gian thì đang sống trong mê lầm, cho nên cái lời của người giác ngộ nói khó cho cái người mê lầm chấp nhận được. Vì vậy mà rất là khó. Ở đây tôi dẫn tiếp.
nói rằng nhẫn nhục phi nhẫn nhục ba la mật, đó là nhẫn nhục ba la mật. Rồi vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thuở xưa làm vị đã bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì cớ sao ta thuở trước đó khi bị cắt đứt từng phần, nếu có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì nên sanh sân hận. Như vậy thì quý vị mới thấy Phật chỉ rõ chúng ta tu mà không có còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả nữa thì mới hết sân hận. Dù cho bị người ta hành hạ, bị người ta sỉ nhục gì cũng không có sân hận. Đây Ngài dẫn tích, Ngài nói hồi xưa Ngài tu về cái hạnh nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi Vương, vua Ca Lợi, ổng lấy đao cắt từng mảnh thịt, cắt từng cái ngón tay, ngón chân, từng phần như vậy. Nếu lúc đó mà Ngài còn thấy có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả thì hẳn là Ngài phải sân hận. Bởi Ngài không có thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả, cho nên khi đó bị hành như vậy mà Ngài không có sân hận. Như vậy thì chúng ta cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả trong mình, nếu còn thấy nó là thiệt thì còn sân hận. Bởi vì không thế nào mà bỏ qua được, trừ phi không còn thấy nó thiệt nữa thì mới hết sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại nhớ quá khứ khoảng 500 đời ta làm một vị tiên nhân nhẫn nhục, ở trong thời ấy ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh không có chỗ trụ tâm. Đó, cái đoạn này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy thật là rõ. Nghĩa là Ngài nhắc lại, có một thời Ngài là một ông tiên tu về hạnh nhẫn nhục. Khi ấy Ngài không thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, cho nên người mà muốn tu về cái hạnh nhẫn nhục cho thành tựu thì phải lìa tất cả tướng như vậy. Bởi vậy cho nên nói rằng Bồ Tát nên lìa tất cả tướng. Là Bồ Tát thì nên lìa tất cả cái chấp tướng. Lìa là lìa sao? Chữ lìa này nó có nhiều cái nghĩa mà mình có thể lầm. Nên lìa tất cả tướng thì có người nói giờ muốn mắt không thấy sắc, tai không nghe âm thanh, mũi không ngửi mùi, lưỡi không dính vị, vân vân. Lìa nó thì chỉ còn nhắm mắt làm thinh ngọn chỗ, lìa hết, phải không? Lìa vậy được không? Hay là kiếm đồ làm cho mù mắt, làm cho điếc tai luôn, hay lìa được không?
Như vậy lìa là sao? Nghĩa là lìa tất cả tướng, tức là không nên dính kẹt ở nơi sắc mà sanh cái tâm cho nó là thiệt, hay là khởi cái tâm dính mắc ở nơi sắc, không dính mắc nơi thanh hương vị xúc pháp, nên sanh cái tâm không dính mắc cái gì hết. Nếu tâm có cái chỗ dính mắc, tức là không phải dính mắc, tức là không phải trụ. Bởi vì chỗ này, nếu tâm có chỗ trụ, tức là không có phải trụ. Bởi vì tâm có trụ, tức là tâm còn dính mắc ở một cái gì đối với sáu trần, thì lúc đó không phải là trụ tâm. Trụ tâm là sao? Là cái tâm được an tịnh. Như vậy thì ở đây, cái câu này có thể quý vị nghe lần này lần thứ hai trong kinh rồi. Kinh Kim Cang nhắc đoạn này là đoạn thứ hai. Như vậy thì ở đây nói rằng Bồ Tát phải đối với tất cả các cái pháp không nên có cái chỗ trụ. À, không nên sanh tâm trụ nơi sắc, thanh hương vị xúc pháp, nên không sanh không có chỗ trụ tâm, nên sanh vô sở trụ tâm, không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ, có trụ tức là có dính mắc, tức là phi trụ, tức là không phải trụ, không phải là an, không phải là yên định. Như vậy thì ở đây dạy chúng ta rõ ràng, muốn cho tâm mình đối với cái vô thượng Bồ Đề không có bị sao lãng, không có bị quên mất, thì chúng ta đừng dính mắc sáu trần, phải không? Mà nếu tâm dính mắc sáu trần, tức là chúng ta không có an trụ được cái chỗ vô thượng chánh đẳng như giác rồi. Vì vậy mà nói rằng nên sanh tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có chỗ trụ tức là phi trụ. Phi trụ này tức là không còn ở cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác đó nữa. Nếu tâm có trụ tức là phi trụ, tức là tâm mà mình có kèm, có giữ ở nơi nào thì đó là không phải cái tâm an trụ thực rồi. Vì vậy mà nói là phi trụ. Như vậy muốn an trụ chỗ quả vô thượng chánh đẳng viên giác đối với sao trần, không để vướng mắc, không kèm chế, mà phải thấy rõ, biết thực đến cái chỗ cứu kính đó, không còn một niệm đuổi theo cảnh, không còn một niệm đè dẹp, thì chừng đó mới gọi là vô trụ. Đây, vậy. Thế nên Phật nói Bồ Tát, tâm Bồ Tát không nên trụ sắc bố thí tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế mà bố thí. Như Lai nói, tất cả các tướng, tức là phi tướng. Lại nói, tất cả chúng sanh, tức phi chúng sanh. Ở đây, giải thích thêm. Tôi làm biến đọc chữ Hán. Đây giải thích thêm. Phật nói rằng, này tu Bồ Đề, Phật bảo rằng cái tâm Bồ Tát, Phật nói cái tâm Bồ Tát không nên dính kẹt ở sắc mà bố thí. Này tu Bồ Đề,
Nếu Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, tất cả chúng sanh, vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Nghĩa là mình bố thí để đem lợi ích cho tất cả chúng sinh thì không nên trụ nơi sắc. Sao vậy? Bởi vì trụ nơi sắc, mình bố thí thì cái bố thí đó nó có chừng mực, nó có giới hạn. Tại sao? Thí dụ bây giờ mình có một cái món đồ tốt quý, mình muốn bố thí cho người này, bố thí cho người kia, nhưng mà mình đang bố thí một món đồ tốt đó cho một hai người cái hết, rồi những người khác họ không được, họ sẽ nói sao? Nói cái này bố thí thiên lệch, phải không? Nó không có phải bố thí cho tất cả. Nhưng mà lúc đó rồi mình buồn hay vui? Bị phê bình vậy thì nó, tôi có của bố thí, tôi có quyền cho ai tôi cho, phải không? Không được chê trách. Nếu mà chê trách cái mình nổi giận. Như vậy thì tất cả những cái gì mình dùng hình tướng cho đó là thiệt, cho đó là quý, thì mình không có thể làm mãi, giúp mãi mà không chán. Bởi vậy cho nên nói rằng vì lợi ích cho chúng sanh nên như thế bố thí. Bố thí mà không có trụ tướng, không có mắc kẹt ở sắc, đó là lợi ích cho tất cả chúng sanh mới được. Như Lai nói, tất cả các tướng tức là phi tướng. Bởi vì tất cả cái tướng đó nó không phải là cái tướng thiệt, nó không phải là tướng thiệt. Tướng sắc, thanh, hương đó, nó không phải là thiệt. Lại nói, tất cả chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Như vậy thì bố thí cho ai? Chúng sanh không phải chúng sanh, bây giờ mình bố thí cho ai đây? Bởi vì chúng ta có cái lỗi lầm, nếu mình thấy người khổ thì mình nghĩ đó, đem những cái món đồ giúp họ, thì như vậy họ khổ vì rách thì cho vải mặc, họ khổ vì đói thì cho cơm ăn, vân vân. Thì như vậy mình thấy rõ người đó là khổ thực, món đồ mình tặng biếu là thực, thì đó là bố thí có tướng hay vô tướng, có trụ sắc hay không trụ sắc. Như vậy thì nếu mình thấy người đó khổ thiệt, mình mới đem những cái món đồ mình tặng biếu thiệt, phải không? Bây giờ nếu thấy cái đồ mình tặng biếu không thiệt, mà cái người kia thiệt được không? Người nhận của bố thí mình nó là thiệt, thì đó mình tỉnh trọn vẹn, tỉnh có 50%. Món đồ mình tặng biếu mình thấy không thiệt, nhưng mà cái người nhận mình cho họ thiệt, thì tỉnh được bao nhiêu phần trăm? Như vậy thì chúng ta muốn tỉnh trọn vẹn á, thì món đồ bố thí của mình không có trụ sắc, tức là không có thấy nó thiệt. Rồi người nhận bố thí mình cũng không thấy nó thiệt, người đó là thiệt. Thì hai cái không thiệt rồi, còn cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba cái gì? Chính mình cũng không thiệt luôn, phải không? Bởi vậy nó tham luân không tịch đó. Mình không thiệt, vật thí không thiệt, người nhận cũng không thiệt, thì đó mới là cứu kính. Chứ còn thấy đồ không thiệt, mình quán được cái đó rồi, nhưng người thấy thiệt, người nhận thiệt, mà người nhận mà họ nhận rồi họ lắc đầu họ đi thì mình cũng phiền não, phải không? Rồi mình thấy đồ không thiệt, người nhận cũng không thiệt, nhưng mà mình cho là thiệt, thì được thành tựu viên mãn chưa? Đó, bởi vậy trong kinh Phật mới dạy gọi là tam luân không tịch, bố thí mà ba cái đều là rỗng lặng hết, người thí không thiệt, vật thí không thiệt và người thọ cũng không thiệt. Thấy đúng như vậy thì mới là thấy chỗ tột cùng.
còn thấy một cái không thiệt, còn hai cái thiệt cũng không được. Mà thấy hai cái không thiệt, một cái thiệt cũng không được, phải ba cái đều không thiệt mới hoàn toàn là tỉnh. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy ai nghèo đói, quý vị đem món này món kia lại bố thí, thì có thể dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu, món đồ không thiệt, bố thí không tiếc. Nhưng mà thấy người đó đói thiệt, nên cho họ, họ ăn rồi họ vui vẻ, cái mình mừng, thì như vậy còn người nhận là thiệt. Rồi có khi mình giỏi lắm, mình à, người đói đó, mình biết họ không thiệt, ngủ quẩn hay không mà, còn món đồ đó cũng không thiệt. Nhưng mà mình cho họ đồ, cho gặp họ, mình biết họ không thiệt, hai cái không thiệt hết, nhưng mà thấy ta bố thí là thiệt. Chừng nào mà ta không thiệt luôn nữa thì mới là trọn vẹn cái nghĩa bố thí ba la mật. Giờ quý vị được bao nhiêu phần trong đó? Ba cái đó được bao nhiêu? Cái một là vật, thiệt hay giả? Ráng phân tích thì thấy cũng hơi giả, phải không? Ráng phân tích thì thấy nó giả, nhưng mà rồi đưa qua rồi cũng hơi tiếc. Đó. Rồi người vô thí thì khéo phân tích, thì ngoại cuộc mà ở ngoài mình phân tích cũng thấy họ cũng giả, cũng giả, mà họ không chào, họ không biết ơn thì cũng hơi buồn. Đó. Tại sao buồn? Vì còn ta thiệt. Nếu ta không thiệt luôn mới đưa qua cái rồi, vật không thiệt, người không thiệt, mình không thiệt, thì cứ làm là làm, không có cái gì để vướng mắc hết. Đâu quý vị thử làm đó coi, làm được cái đó thiệt là thánh nhân à, phải không? Bởi vậy nên nói là bố thí mà tam luân không tịch. Còn mình bây giờ tam mà không biết được nhất chưa, không biết được nhất không tịch chưa, chứ đừng nói là tam. Chỗ cứu kính chân thật nó là vậy, mà muốn được vậy thì cái trí tuệ của mình nó phải là tột cùng, phải thấu suốt, chứ nó không thể mà lôi thôi được. Đây Phật dạy thêm: Tu Bồ Đề Như Lai là chân ngữ đó, thật ngữ đó, như ngữ, không có cái bất cuốn, là không có dối đó, không có khác đó. Nói không, ở đây Phật xác nhận lại thật ngữ nè, chân ngữ nè, gì ngữ nữa, bất cuốn ngữ nè, bất dị ngữ nè, bốn thứ. Phật nói biết mình chưa dám tin, phải không? Biết chưa, mình chưa dám tin, cho nên Phật mới nói rằng tôi nói đó là chân, tôi nói đó là thật, tôi nói đó là không dối, tôi nói nó không có khác. Đúng như vậy, đừng nghi ngờ gì nữa. Vậy đó mà quý vị còn nghi không? Nghi không? Thực ra lòng từ bi của Phật tột cùng đáo để nói cái lẽ thật cho họ nghe, cho họ biết. Nhưng mà nói rồi sợ không tin, Phật sợ không tin, cho nên xác nhận là tôi nói đó là nói đúng như thật, như ngữ thật ngữ. Tôi nói đó là không dối gạt, cho nên bất cuốn, bất dị. Tôi nói đó là nói thật, đúng như thật, nói đó là không dối gạt. Đó là để xác nhận tất cả từ trước đến giờ Phật chỉ dạy là những cái lời chân, lời thật, lời không dối, lời không khác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói pháp, cái pháp này không thật, không hư. Không khác. Thử pháp vô thật, vô hư. Tu Bồ Đề Như Lai sở đắc pháp,
Sở đắc pháp, tôi thấy chữ thuyết pháp. Như Lai sở đắc pháp, pháp này không thật, không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào trong tối, tức không có thể thấy. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi, thấy tất cả thứ hình sắc. Tu Bồ Đề, đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ hay ở nơi kinh này thọ trì đọc tụng, tức là Như Lai dùng trí tuệ thải biết người ấy, thải thấy người ấy, hay là hẳn biết người ấy, hẳn thấy người ấy, đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Như vậy thì nói rồi, nói qua, Phật liền chỉ lại. Khi Ngài xác nhận lời nói của Ngài là không có dối trá, không có sai biệt, mà đó là lời chân thật, không có nghi ngờ. Xác nhận như vậy rồi thì Ngài mới nói, cái pháp mà của ta được đó, đó, cái pháp này nó không thật, không hư. Mới xác nhận người thật, ta nói không, ta nói như, nói thật đó, nói chân, nói thật đó. Bây giờ nói pháp này không thật, không hư. Bởi vì cái lẽ cứu kính rất là khó nói. Mình không khéo buông bên này, nó mắc kẹt bên kia. Nói cái này, Ngài nói, tôi nói thật đó, phải không? Cho mọi người tin. Nhưng mà khi người ta tin Ngài nói thật rồi, thì người ta thấy như vậy thì có thật có hư hai cái. Nên cuối cùng thì nó, cái mà tôi được đó, nó không có thật, không có hư. Tức là không còn hai bên. Vì còn hai bên là còn đối đãi, mà còn đối đãi là còn sanh diệt. Cái chỗ Ngài được nó qua ngoài cái đối đãi sanh diệt rồi, cho nên nó không có hai. Thì quý vị xét cho thật kỹ những lời Phật dạy ở đây thì chúng ta mới thấy trên đường tu chúng ta chư tổ có chỉ thẳng điều này hay không? Chỉ Tổ Huệ Năng nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không hai bên. Ở đây Phật nói chỗ mà Ngài được đó, nó không thật, không hư, thì cũng không hai bên. Như vậy thì tất cả cái gì mà nằm trong đối đãi, cái đó đều là hai bên, mà hai bên là đối đãi, mà đối đãi là không thật. Cái chân thật đó nó không còn đối đãi. Cho nên tâm mình trở về được cái chân thật thì lúc đó nó không còn có cái niệm đối đãi. Bây giờ quý vị nghĩ cho tôi cái gì mà không đối đãi đó, nghĩ trong cái đi. Nghĩ cái mà không phải, không quế, không hơn, không thua gì hết á. Nghĩ ra một cái thì có được không? Mình tới chỗ đó hết nghĩ, phải không? Hết nghĩ thì nó mới là cái chỗ chân thật. Còn vừa nghĩ phải, nghĩ quế, nghĩ hơn, nghĩ thua thì bao nhiêu thứ sai biệt nó tràn vô đó. Thì một mớ bồng bông, rối rắm, gỡ không ra. Cho nên Phật dạy muốn tới chỗ cứu kính chân thật là không còn hai bên. Chỗ Phật được là chỗ không còn hai bên, chỗ Tổ được cũng không còn hai bên, còn chỗ chúng ta được thì có hai bên. Thấy không? Được tốt, được xấu, được khen, được chê gì đó đều hai bên hết trơn. Cho nên bước vào cái lãnh vực của Phật Tổ là không còn hai bên.
ai không còn hai bên là bước vào đó được. Ngưỡng cửa đó là ngưỡng cửa không có hai bên. Dám xông vô đó thì thảnh thơi, phải không? Còn đứng ai không dám xông vô thì đứng ngoài cửa ngó chứ không có bước qua đó được. Còn hai bên là đứng ngoài cửa ngó. Bởi vậy nên quý chú thấy đi du lịch đi mình buồn, rủ bạn bè, tới chỗ nào cảnh đẹp cái xấu có người này người kia phân trần với nhau vui. Còn muốn tới cái chỗ mà không còn hai bên nó cái buồn hiu, không có ai để phân trần, không có cái gì để so sánh. Đó, cái chỗ chân thật nó là cái chỗ lạnh lẽo như vậy đó, cô đơn như vậy đó. Bởi vậy mới nói độc hành độc bổ. Mà mình ở đây thì nhị hành tam tứ hành không, chứ không có độc hành. Bởi vậy cho nên ra đường cái líu lo, nói chuyện này rồi tới chuyện kia. Cũng như mấy cái người hái dâu, tôi đi trên đường tôi nghe líu lo, nghe làm cái gì cũng líu lo, không có chịu làm cái đó là cái đó. Vậy đó, cho nên rồi chúng ta có cái bệnh lúc nào cũng như lúc nào. Có nói chuyện thì có vui, phải không? Mà có vui thì cũng có buồn. Nói hồi để cãi. Bởi vậy nên cái không có hai đó, cái đó mới hết cãi. Còn ai nên cãi? Còn cái gì để cãi chứ, phải không? Có cái gì phải, cái gì quấy là mà cãi. Nên tới cái chỗ chân thật cứu kính là không còn thực, không còn hư, không còn thiện, không còn ác, vân vân. Nói như vậy để cho tất cả thấy con đường tu cứu kính nó là như vậy. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người đi vào trong tối, tức là không có thể thấy. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí, như người tự có mắt sáng mà lại được có ánh sáng chiếu soi, thấy tất cả những cái hình sắc. Như vậy thì đây Đức Phật so sánh, nếu mà người trụ nơi pháp mà làm việc bố thí, trụ nơi pháp tức là sắc thanh hương vị xúc đó, mà hành bố thí thì như người có mắt, như người không, như người vào nhà tối tức không thể thấy gì được. Như vậy thì chúng ta tuy làm việc bố thí, ví dụ người có mắt mà vào nhà tối thì dù có mắt nhưng mà vào nhà tối thì không thấy gì. Còn cái người mà không trụ pháp mà hành bố thí, như người có mắt mà được ánh sáng mặt trời chiếu soi nữa, thì như vậy thấy tất cả sự vật. Như vậy thì cái gì mình còn kẹt, còn dính là còn mù tối. Bố thí, làm việc bố thí đó là tốt, là như người có mắt rồi, nhưng mà cho cái pháp mình bố thí đó là thiệt, cho cái việc làm của mình nó là đúng, vân vân, thì nó là có mắt mà vào nhà tối, thấy không được gì hết. Còn mình bố thí mà không có trụ nơi pháp thì như người có con mắt sáng rồi mà lại được có ánh sáng mặt trời chiếu soi nữa, thì thấy tất cả không nghi ngờ. Như vậy thì bố thí mà không nên trụ nơi pháp. Nhưng mà chỉ trụ pháp đây, trụ pháp gì? Trụ pháp là mình giảng kinh, mình trụ nơi kinh là trụ pháp hay trụ sao? Như vậy thì mình giảng kinh thuyết pháp, nếu khi giảng kinh thuyết pháp mà mình nói pháp này không thật, pháp tôi giảng cho quý vị nghe đó là không thật, được không? Họ tu được không? Hay là mình xác nhận cái pháp mình giảng, mình dạy họ đó là cái pháp đúng, pháp thật, thì họ mới đủ lòng tin họ tu. Như vậy có phải trụ pháp không?
trụ không? Nhớ chữ pháp ở đây là sắc thanh hương vị xúc pháp, trong cái pháp là pháp Phật nói. Khi Phật nói, ví dụ Phật nói tứ đế, đó cũng là phương tiện, nhưng mà ngài nói đế, đó là chắc thật chứ không phải là phương tiện. Bởi vì thế gian ta đưa mê lòng, mình nói phải cho chính xác, phải cho quyết định thì người ta mới tin. Chứ mà nói lơ là thì làm sao ta tin được. Mà muốn chính xác, muốn quyết định thì mình phải khẳng định đây là một pháp đúng, đây là cái pháp lợi ích, vân vân. Cho nên là nhiều khi chúng ta nghe không nên trụ pháp mà hành bố thí, thì mình không biết trụ pháp pháp nào, hay là pháp thập thiện, hay là pháp ngũ giới, hay là pháp thập nhị nhân duyên gì gì đó. Mà nếu không trụ pháp đó mình sẽ giảng, mình sẽ giải. Phải hiểu rõ rồi, trụ pháp là đừng mắc kẹt ở sáu trần, không mắc kẹt ở bốn tướng, không mắc kẹt ở sáu trần, đó gọi là không trụ pháp. Nếu không trụ pháp thì giống như là cái người có mắt mà được thấy, được thêm mặt trời sáng, thấy rõ tất cả các vật. Này Tu Bồ Đề, ở đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ đối với kinh này hay thọ trì đọc tụng, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật, ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Như vậy thì ngài muốn nói cho nó rõ ràng tường tận, thì ở đời sau có ai đối với kinh này mà biết thọ trì đọc tụng thì Phật sẽ nói rằng, sẽ cho rằng người đó do cái trí huệ Phật thấy rằng, biết rằng người đó đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Phật là thật ngữ, là chân ngữ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy ở đây dường như là nặng về trì kinh hơn là nặng về bố thí lục ba la mật, phải không? Quý vị thấy phải không? Câu hỏi này nó cũng hơi quan trọng. Nặng về trì kinh, vốn câu kệ vân vân đó, mà không nặng về bố thí lục ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ đó, thì quý vị thấy có phải vậy không? Cho nên nói bố thí ba la mật, rồi nói làm tất cả cái đem thân mạng cứu giúp chúng sanh vân vân, tất cả việc làm đó cuối cùng ngài kết thúc không bằng trì tụng bốn câu kinh Kim Cang, phải không? Bốn câu kinh này người đó phước đức còn nhiều hơn. Như vậy là có phải chăng ngài khuyên mình tụng kinh nhiều mà không cần làm những cái việc bên ngoài nhiều? Đó là cái câu mà chúng ta nghĩ thì coi có phải vậy không. Bởi vì sẽ có một ít người họ nghĩ như vậy thì đối kinh Kim Cang dạy mình tụng kinh trì kinh thôi à, chứ không cho làm cái việc phước đức ở ngoài, phải không? Không phải sao trong kinh nãy giờ nói thấy rõ ràng vậy? Thực ra trong kinh Kim Cang mục tiêu chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng sinh phải biết cái ngã là ta đây á, không thiệt. Phải biết người, nếu ta không thiệt thì người không thiệt, ta không thiệt, người không thiệt thì chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt.
bốn cái đó là cái tận cội gốc của con người. Ngay thì cội gốc con người thấy tường tận nó là không thiệt. Rồi kế đó phải thấy tường tận sáu trần ở bên ngoài cũng không thiệt. Như vậy thì trong không chấp mình thiệt, ngoài không chấp cảnh thiệt, tâm, thân và cảnh mình biết nó đều không thiệt. Biết rõ không thiệt thì khi đó làm việc bố thí, làm việc nhẫn nhục, việc gì cũng đều tam luân không tịch hết, phải không? Còn một cái thiệt thì làm đều là nhị luân hoặc nhất luân thôi, chứ không có được tam luân. Như vậy cho nên nói thọ trì kinh này là phải thấu suốt được hai vấn đề then chốt đó, là tứ tướng ngã không thiệt và sáu trần là không thiệt. Hai cái đó thấy không thiệt, đó là thọ trì kinh này. Mà thọ trì kinh này rồi thì ra làm hy sinh thân mạng cũng không có tiếc, bởi vì đâu có thiệt. Làm tất cả việc bố thí, việc nhẫn nhục đều được hết trơn. Nên đây không nói những cái việc bố thí vân vân ở ngoài là quan trọng, mà phải thấu suốt được kinh này mới là quan trọng. Vì đó là cái nòng cốt để cho chúng ta thấy đúng như thật, biết đúng như thật và làm tất cả việc mà không có vướng mắc. Được như vậy đó thì làm cái gì cũng là tha hồ, đều tốt đẹp. Còn không được như vậy thì làm cái gì rồi cũng trong cái kẹt, trong cái mắt hết. Như vậy thì quý vị thấy tứ tướng đó, và sáu trần không thiệt, như vậy mình dễ tu chưa? Giờ thử ai thấy bốn tướng không thiệt, sáu trần không thiệt thì tu coi sao? Chắc quý vị ngồi treo mãi chơi cũng không có việc gì phải tu nữa, phải không? Bởi vì còn cái gì để mà tu? Sở dĩ mình phải nhẫn là tại vì mình nóng quá, người ta nói cho mình nổi sân lên nên ráng tu nhẫn nhục, phải không? Sở dĩ mình phải tu trì giới vì mình thấy cái gì đẹp cho mình thích cho nên phải bắt trì giới. Rồi sở dĩ bảo mình tinh tấn vì mình chậm trễ kêu bằng lôi thôi bỏ qua mất ngày tháng, Phật bảo mình phải ráng tinh tấn dần dần. Nhưng bây giờ tất cả tứ tướng không thiệt, sáu trần không thiệt thì tinh tấn với cái gì? Cái gì tinh tấn? Mà rõ ràng ngay nơi đó là cái hạnh giải thoát hiện tiền. Còn mình bây giờ thì ráng được cái này rồi nó vướng cái kia, gỡ cái kia thì nó mắc cái nọ, cứ như vậy mà gỡ mắc hoài, năm này tháng nọ chưa xong, là vì còn thấy bốn cái thật, bốn tướng thật, thấy sáu trần thật. Một mai mà mình thấy bốn cái đó đều không thật thì cái đó mới là cái cứu kính. Cho nên là Phật mới nói người nào mà hay thọ trì đọc tụng bốn câu kệ này đó thì Như Lai dùng trí tuệ ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Và nếu nói một chút nữa thì nó công đức phi công đức. Đây bây giờ mới thêm, tức là cái phần 15. Tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử thiện mỹ nhân, sơ nhược phần dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, trung nhược phần phục dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, hậu nhược phần diệt dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, như thị vô lượng vách thiên vạn ức kiếp dĩ thân bố thí, nhược phục hữu nhân văn thử kinh điển tính tâm bất nghịch kỳ phước thắng bỉ. Câu này thì quý vị thấy quá ư là quá sức tưởng tượng của con người, không có thể tưởng nổi. Phật bảo này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ từ buổi sáng sơ nhược phần buổi sáng, rồi lấy cái thân, đem cái thân nhiều như số cát sông Hằng để đi bố thí, rồi giữa trưa trung nhược phần thì giữa trưa
phải đem cái thao nhiều nhất số các sông Hằng bố thí. Hậu Như Phần tức là buổi chiều cũng đem cái thân như hàng hà xa để mà bố thí. Như thế vô lượng bố thí, như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, ngày nào cũng làm vậy hết, mà trăm ngàn muôn ức kiếp đem cái thân bố thí, dùng cái thân mình bố thí, sáng vô lượng thân, trưa vô lượng thân, chiều vô lượng thân, mà trăm ngàn muôn ức kiếp như vậy đó, đem thân bố thí. Mà so với cái người, nếu lại có người, đây là so sánh, nghe kinh điển này lòng tin không nghịch, cái phước đức còn hơn người kia nữa. Dễ hiểu không? Dễ tin không? Bây giờ tôi không có nói nhiều như Phật nói, tôi nói có người sáng đem cái thân mạng bố thí, trưa đem thân mạng một thân thôi bố thí, rồi chiều đem một thân bố thí, nhưng mà nói vậy cũng không được. Thôi suốt một đời đem thân bố thí, cho nên mày sáng thân chiều thân rồi đâu có kịp. Bởi vậy thì cái đó làm cho mình không hiểu nổi. Mà Phật ví dụ, cho nên cái ví dụ này là cái ví dụ nó quá sức tưởng tượng của mình. Sáng đem thân nhiều như các sông Hằng, chiều đem thân nhiều như các sông Hằng, để nói là cái thời gian đó mình dùng nhiều thân như vậy bố thí, mà ba thời như vậy cộng lại, rồi ta cho tới nhiều vô số trăm ngàn muôn kiếp đều bố thí thân nhiều vậy đó, thì nếu ngồi lại mà cộng sổ thì bao nhiêu thân đó, nói để mình cộng lại mình tính coi, bố thí như vậy đó thì tới suốt bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cộng lại bao nhiêu thân. Mà còn thua, còn thua cái người mà nghe kinh này lòng tin không nghịch à, thì phước đức còn hơn cái người đó. Quý vị tưởng tượng nổi không? Bởi vì đọc kinh Kim Cang người ta không hiểu là chỗ đó đó, không làm sao mà hiểu nổi. Nhưng mà thực tình chúng ta đi sâu thấy tường tận rồi thì lời Phật nói là lời chân thật, không có gì mà không tin được. Bởi sao? Vì vô số vô lượng vô biên thân này cũng là trò chơi trong mộng, phải không? Bố thí bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng là trò chơi trong mộng. Mà nghe kinh này mình tin được, mình không có chống đối, tức là mình hiểu, mình thấu suốt, làm bước vào cái ngưỡng cửa chân thật, thì trăm ngàn muôn ức triệu cái mộng đối với một cái thạch thì cũng không có giá trị gì hết, cũng thua, cũng kém, có phải gì không? Đó, như khi nãy tôi nói, gom hết từ bé tới già trăm ngàn muôn cái mộng, thì góp hết cái mộng nó lại, mình nghĩ là không bằng cái sống thật của mình một ngày nữa, có phải gì không? Bao nhiêu mộng cũng không bì được cái sống thật của một ngày. Mà cái sống thực của một ngày là mộng, thì trăm ngàn muôn ức cái mộng của thân này muốn đem so sánh thì không bì được một chút phần nào của cái người tỉnh giác không còn mê mộng. Cái nghe kinh này mà tin được không nghịch đó, tức là tỉnh rồi, nhận được rồi. Chứ còn nghe kinh này thì cứ lắc đầu, Phật nói tin không nổi. Mà mấy chỗ này là tin nổi không? Thật là khó tin, khó tin mà khó thật. Bởi vì mình cứ ngỡ rằng đời mình là quan trọng, đời mình là dài, với con mắt Phật thì thấy mình chìm lên, nổi lên, lại chìm xuống, không biết bao nhiêu kiếp trong biển khổ này, mà đem bao nhiêu cái lần nổi chìm đó cộng lại bao nhiêu cũng được, vô số đời vô số kiếp cũng được, cũng không bì được một người biết nghe tỉnh thức, được tỉnh được giác thì cái đó là cái trên hết, cho nên nó là phước đức vô lượng vô biên. Chúng ta
cứ nắm tay nhau kéo một hàng dài đi đi xuống dưới biển đến cái vậy đó, rồi cái trồi lên đằng này cái kéo tay dẫn nhau rất cái đi cứ vậy đời này đời nọ liên miên không cùng không tận. Mà cái đó rồi hỏi có nghĩa lý gì đó. Còn đây mình ngay trong cái cuộc mê lầm của chúng sinh mà mình tỉnh, mình thức được, mình biết được cái lẽ thật, thì cái đó còn hơn muôn ngàn lần dắt nhau rớt xuống biển. Đó là cái ý nghĩa chân thật nó là như vậy. Đó là Phật nói chỉ có cái đủ lòng tin không nghịch, hà huống viết chép thọ trì đọc tụng vì người giải nói tu bồ đề. Nói tóm tắt lại cái đầu câu này thoát một chút cho dễ hiểu, dĩ yếu ngôn chi, tức là nói tóm tắt đó là kinh này có cái không thể nghĩ bàn, bất khả tư lương, tư nghì, bất khả xưng lượng, vô biên công đức. Nên tóm lại mà nói thì kinh này có cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, xưng lượng tức là so sánh, không thể vô biên, không có lường được. Như vậy thì Phật mới nói cho chúng ta thấy chỉ có lòng tin đối kinh này nó còn công đức hơn bố thí vô số đời vô số kiếp. Chỉ có thọ trì đọc tụng kinh này còn, và vì người giải nói thì nói tóm lại thì cái người ấy á, cái kinh này đó, nó tóm lại kinh này có cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, nó là vô lượng vô biên. Như vậy thì cái công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Tại sao? Cái chữ không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, tại vì nghĩ bàn so sánh đều cái hư ảo, mà hư ảo làm sao nghĩ cái thật được, hư ảo làm sao sánh cái thật được, phải không? Bởi vậy cho nên cái công đức kinh này là vô lượng vô biên, không thể lường, không thể tính được, không thể nghĩ gì được. Bởi vì tất cả cái nghĩ bàn cái so sánh đều là cái hư ảo, đem cái hư ảo mà lường cái chân thật thì sao lường được. Như vậy thì Phật nói cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ cái công đức của kinh này như vậy đó. Như Lai vì người phát tâm đại thừa nói, vì người phát cái tâm tối thượng thừa nói, nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư nghì công đức. Mấy cái từ này dịch nó cũng hơi lúng túng, nghĩa là không thể lường, không thể xứng là so sánh, không có cái ngàn mé, không có thể nghĩ cái công đức của họ được. Như vậy thì quý vị thấy ở đây Phật so sánh từ từ, trước thì chỉ có lòng tin thôi, thấy không? Lòng tin không nghịch. Rồi tới cái đoạn thứ hai là biết thọ trì đọc tụng. Còn đoạn thứ ba này nữa thì sao? Đoạn thứ ba này nói sao? Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, phát tâm tối thượng thừa mà nói, nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy
đều được thành tựu, không thể lường, không thể sánh, vô biên, không có ngần mé, không có thể nghĩ ngợi công đức. Công đức thôi, hết tin kể, không thể lường, không thể sánh. Tức là cái người thứ chót này là cái người đã bước vào đại thừa, người đã phát tâm tối thượng thừa, cho nên mới hay thọ trì đọc tụng kinh này và rộng vì người nói. Do đó mà Đức Phật biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được cái công đức như vậy đó. Như vậy thì quý vị là hạng nào rồi? Hạng nào rồi? Vậy mình có phần gì trong này chưa? Chỗ này chúng ta phải hiểu cho thiệt rõ. Thường trong kinh Phật có chia ra ngũ thừa Phật giáo, phải không? Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa gọi là Đại thừa, phải không? Vì năm thừa đó thì kinh này nó vì người phát tâm Đại thừa nói, tức là vì hàng Bồ Tát, phải hàng phát tâm Bồ Tát. Rồi người tối thượng thừa, tối thượng phát tâm tối thượng thừa mà nói. Tối thượng thừa là hạng nào? Nó quá cái ngũ thừa rồi. Mà quá ngũ thừa tới cái thừa nào nữa? Là Phật thừa, phải không? Thành ra tối thượng thừa là Phật thừa. Nói vậy thì quý vị biết lấy đâu làm bằng chứng để nói như vậy? Bởi vì ngũ thừa, người tu nhân thừa thì Phật dạy lấy ngũ giới, tam quy ngũ giới làm cái căn bản để được trở lại làm người, đó là nhân thừa. Người tu thiên thừa thì Phật dạy phải lấy thập thiện làm căn bản tiến lên thiên thừa. Rồi thanh văn thừa thì Phật dạy tứ đế, hết tứ đế tu. Rồi duyên giác thừa thì Phật dạy quán 12 nhân duyên. Bồ Tát thừa thì Phật dạy lúc đó. Rồi tới đây Phật dạy cái gì? Ngoài mấy cái đó thì ở đây tối thượng thừa Phật dạy cái gì ha? Đó, đó là cái chỗ nói. Nhiều khi học mà quý vị cũng không nắm vững mình đang tu thế nào, tu cái gì. Rồi nghe hỏi chứ huynh đương tu thừa nào? Nói tu gì đại thừa. Nói đại thừa là tu lục độ, huynh tu độ nào? Cũng lúng túng không biết độ nào nói. Phải hiểu cho rõ mình đang tu theo tối thượng thừa thiền. Mà thiền tối thượng thừa này gọi là Phật thừa. Tại sao? Vì trong đây nó không có cái pháp tu của tứ đế, của lục độ gì hết trơn. Hai bên mê là chúng sanh, giác là Phật. Đi tắt như vậy đó. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì tâm còn thấy cảnh thiệt, người thiệt thì đó là mê. Rồi thấy cảnh dối, người dối đó là giác. Mà giác thì tất nhiên vào cái tri kiến Phật, chứ không có đi đâu hết. Cho nên đó là tối thượng thừa thiền. Nó không có cái bước một, bước hai. Thí dụ như tứ đế thì tu chứng. Chứng sao? Từ cái quả thứ nhất Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Mà trước cái đó nữa thì phải tu được bốn cái thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Như vậy thì nó có thứ bậc đàng hoàng. Còn Bồ Tát thì có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây không có gì hết trơn. Tu thiền này không có nói bậc nào hết trơn, chỉ có mê với giác thôi à. Mà mê là chúng sanh, giác là Phật. Vì vậy mà gọi là Phật. Phật gì? Hay là tối thượng thừa. Nó có hai cái à, mê là chúng sanh mà giác là Phật. Cho nên nó không có thứ bậc phải cái này 1, 2, 3, 4 như cái thang vậy đó.
nó không có cái đó. Vì vậy mà gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ là chỗ đó, đi thẳng đó, thấy rõ còn mê là chúng sanh, hết mê là Phật, là giác, giác là Phật. Vì vậy quý vị hiểu tối thượng thừa chưa? Mà mình đang tu cái gì? Cái chỗ đó là phải xác nhận cho rõ cái pháp tu, cái chỗ đứng của mình. Chứ nhiều khi là mình tu hỏi đây cô tu hay thầy tu về pháp nào, tôi nói tu thiền sao cũng vẫn biết ra đó. Như vậy thì trong các cái pháp môn thiền có pháp thiền của nhị thừa, pháp thiền của đại thừa, còn cái này là thiền của tối thượng thừa, nên gọi tối thượng thừa thiền. Là mê chúng sanh giác Phật, nên mê giác như trở bàn tay, không có gì xa lạ hết, nó nhanh như trở bàn tay, nên gọi là đốn giáo. Đi nhanh chứ nó không có đi thứ bậc. Rồi cái này thì những người quen nhìn theo thứ bậc thì họ rất khó hiểu sao mà ta tu 3 năm 4 năm ta được chứng những cái cấp như là trong các cái tứ thiền tứ định đâu đó. Còn mình đây sao không có nói cấp nào hết trơn, hỏi thầy tu tới đâu rồi nói sao, hỏi giờ thầy tu bao nhiêu năm thầy tới đâu rồi nói sao đây, chứ nói tôi được sơ thiền nhị thiền gì đó thì còn mấy chỗ nói. Cái này không có, rồi tứ không mình cũng không có luôn, rồi cho tới bốn quả thanh văn mình cũng không có luôn nữa. Bây giờ nói mình tới đâu? Bồ Tát thì sơ phát tâm Bồ Tát, rồi cho tới thập tính thập trụ thập hạnh rồi mình cũng không có luôn nữa. Như vậy mình đương tu tới đâu? Đó. Bởi vì nói về pháp tu thì phải hiểu cho tường tận, chứ nhiều khi mình không hiểu rồi mình cứ lúng túng không biết mình tu làm sao đây, thì có ai muốn học còn dạy cái gì đây. Mình biết cái chỗ của mình đứng rồi mình mới chỉ người ta được. Nên đây thuộc về tối thượng thừa thiền, cho nên gọi là những bậc gì, những người phát tâm thượng thừa, tối thượng thừa mà nói. Nên kinh Kim Cang này nó hợp với cái thiền tâm là chỗ đó đó. Quý vị hiểu được kỹ, kinh Kim Cang cũng gọi là kinh đại thừa, nhưng trong nhà thiền lại lấy kinh Kim Cang làm cái chỗ tựa đó, vì đó là nó thích hợp với cái pháp môn tối thượng thừa. Nên trong này tất cả bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục gì dù cho được ba la mật đi nữa cũng không bằng trì kinh Kim Cang, phải không? Đó, bởi vì cái đó nó cũng còn là cái thứ bậc, mà còn thứ bậc thì còn chứng đắc, mà chứng đắc thì còn ngã còn nhân. Này đi thẳng bốn tướng không, bốn tướng không, sáu trần không thiệt, bốn tướng không thiệt, thì đó là giác. Giác đó thì tâm nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh là cái tâm bất sanh bất diệt, mà tâm đó là tâm Phật rồi, tánh giác tâm Phật. Như vậy thì mê còn theo bốn tướng, mê còn theo sáu trần, cộng giờ tỉnh giác không có chấp bốn tướng, không chấp sao trần, đó là giác. Mà mê thì chúng sanh, giác là Phật, chứ còn cái gì nữa. Thành ra không có ngồi thiền mà để chứng này chứng cái kia, còn chứng còn đắc là còn hai, phải không? Mà đây là pháp không hai đó, quý vị hiểu thấu gì đó thì mới nói là thiền này nó không còn hai. Còn hai là chưa phải cứu kính, còn cái kia còn chứng đắc là còn hai. Ai chứng? Chứng cái gì? Ai đắc? Đắc cái gì? Thì như vậy còn hai. Đây là không có chứng đắc. Đó, cho nên gọi là tối thượng thừa. Vì vậy mà ai thọ trì kinh này, tôi nói như vậy không có nghĩa là biểu về đêm nào cũng tụng Kim Cang nha. Thọ trì là sao? Đừng thấy có bốn tướng thiệt đó, rồi không có thấy sáu trần thiệt đó. Người ấy, những như thị đẳng nhân, những người thế đó ấy, tức là gánh vác cái
vô thượng chánh đắc, đẳng chánh giác của Như Lai. Thôi để đọc chữ Hán cho quý vị nhớ. Như thủy nhân đẳng tuyết vi hà đảm Như Lai, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hà dĩ cố tu bồ đề, nhược nhạo tiểu pháp. Chữ lạc mà đây là mình đọc nhạo là ưa. Nhược nhạo tiểu pháp giả, trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức ư thử kinh, bất năng thính thọ đọc tụng, vị nhân giải thuyết, tu bồ đề, tại tại xứ xứ, nhược hữu thử kinh, nhất thiết thế gian nhân thiên A-tu-la, sở ưng cúng dường, đương tri thử xứ, tức vi thị tháp, giai ưng cúng dường cung kính, tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương, nhi tán kỳ sứ. Đây giải thích những người như thế, tức là gánh vác cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì kế sau này tu bồ đề, nếu người ưa cái pháp nhỏ thì còn ngã, chấp ngã kiến, chấp nhân kiến, chấp chúng sanh kiến, chấp thọ giả kiến, tức đối với kinh này không thể nào nghe, thọ và đọc tụng. Vì người giải nói, ai mà có cái chấp nhỏ đó thì không thể nghe, không thể vì người giải nói được. Tu bồ đề, mỗi nơi, mỗi chỗ, nếu có kinh này thì tất cả ở thế gian, trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường. Phải biết cái chỗ này, tức là tháp, đều nên cung kính, cúng dường, cung kính, làm lễ, đi nhiễu, dùng các thứ hoa hương mà tán cúng ở nơi này. Tán tức là rải, hay là mình kết lại làm thành chùm để mà dâng cúng ở cái chỗ đó. Thì như lại vậy thì chúng ta xác nhận lại lần nữa, Phật nói rằng người nào mà nghe hiểu được kinh này, nhận biết và truyền bá kinh này, đó là những người tu tối thượng thừa. Và những người như vậy đó là cái người gánh vác cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, tức là cái chỗ giác ngộ viên mãn của Phật. Như vậy phải là Phật thừa chứ gì, phải không? Hả, tại sao vậy? Thì ngài nói này, tu bồ đề, vì người ưa pháp nhỏ đó, thì còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức đối với kinh này không thể tin nhận và đọc tụng. Thì quý vị kiểm lại coi thế gian này có đúng vậy không? Người ưa pháp nhỏ thì họ không tin kinh Kim Cang, họ nói cái gì đâu trên trời trên mây không có lẽ thật. Còn họ dạy những cái gì gần thực tế, chứng sơ thiền nhị thiền đó, thật đó, quý đó. Vì vậy cho nên Phật mới nói rõ rằng những người đó là còn cái chấp ngã. Bởi vì chứng được sơ thiền thì sơ thiền là pháp để chứng, và người hay chứng là mình, phải không? Thì năng sở rõ ràng, rồi nhị thiền, tam thiền cũng vậy, cho tới còn thấy chứng Tu Đà Hoàn, vân vân, cũng là còn hai pháp đối đãi. Vì vậy mà chỗ này là chỗ ra ngoài cái ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi, nên không còn có năng, có sở. Không năng thì làm gì có sở, không năng không sở thì làm sao có chứng có đắc. Bây giờ không có thấy người thiệt, không thấy có pháp thiệt, thì cái gì chứng cái gì đắc? Quý vị biết cái gì chưa? Đó là không có chứng đắc. Mà không chứng đắc cho nên người đó mới thoát khỏi tất cả cái đối đãi sinh diệt. Đó là giải thoát sinh tử, mà đi thẳng từ cái con người mê trở thành con người giác. Mà giác đây nó hết sức là giản đơn, không phải đi học hết ba tạng kinh mới giác.
Có khi học ba tạng kinh mà giác chưa? Không, chưa giác như thường. Giác đây chỉ nhìn thẳng vô mình, thấy cái ngã không thiệt. Thân tứ đại thiệt không? Xác nhận lần nữa đi. Thân tứ đại thiệt không? Nói thiệt à? Chứ không phải hứa xuông được. Thân tứ đại không thiệt. 100% là không thiệt. Quý vị ngồi mà chịu khó nhìn lại mình, giờ tới đây á cái xương má, giờ đây xương nó mũi, rồi xương cằm, hồi tính là xương với thịt với da, không có gì là mình hết trơn á. Rồi nhiều khi mình thấy còn thậm tệ nữa, lâu móc là mũi ràng cục, phải không? Móc là tai ràng cục, cái gì đâu mà cái gì tham cũng gớm hết trơn á. Rồi chính cái thân này là thân của mình đó, mà giả sử như có một cái móng tay hay là có một miếng thịt miếng da gì để ra ngoài, mình thấy mình có thèm mình cho nó là quý nữa không? Hay mình gớm mình muốn quăng đi? Thế như vậy cả một cái thân này là một cái tạm bợ giả dối mà mình cứ nói nó thiệt, bởi thấy nó thiệt cho nên đó là cái mê lầm trọng đại nhất. Từ cái mê lầm trọng đại đó mà chúng ta biết, chúng ta thấy rõ được rồi, thì chúng ta không còn có cái lầm. Mà không lầm thì mình tỉnh đấy. Như vậy thì thấy thân tột cùng là không thiệt. Nói bốn tướng thì thật là mình tướng ngã mà không thiệt rồi, mấy tướng kia đều theo đó mà không thiệt. Như vậy giản đơn quá, cứ nhìn lên mình mà thấy à. Như vậy tu khỏe không? Đâu có bắt quý vị gánh nước bữa củi gì, cứ ngồi ngó lại à, thân này không thiệt từ đầu tới cuối, nhìn đi nhìn lại không có cái gì là thiệt hết á. Rồi ở ngoài thì có da bọc, rồi ở trong thì có máu mủ, rồi trong nữa là thịt xương gân nữa tùm lum đó vậy. Còn sống hoạt động thì thấy nó còn dễ coi, mới ngã ra tắt thở rồi thì thôi ai cũng sợ, mặt mày không còn chút máu xanh thì thấy gớm ghê. Như vậy thì cái thiệt, cái gì thiệt là cái đó phải quý trọn vẹn, từ thủy chí chung. Con cái này cứ đồ bỏ, bây giờ tắt thở 3 ngày có phải đồ bỏ không? Đồ bỏ mà phải kiếm chỗ giấu kín nữa chứ, để ngoài ta gớm. Bỏ mà không phải bỏ thường, cái nồi cái chả hư quăng ra ngoài, người ta thấy ta có gớm không? Nó bỏ rồi đó mà không gớm, còn cái thân này bỏ nó còn gớm, gớm hơn cái gì nữa. Như vậy thì cái đó nó quý ở chỗ nào, nó thiệt ở chỗ nào, mà tại sao mà cứ nói nó thiệt? Vậy đó, thấy đúng như thật rất là dễ, đâu phải khó, mà không chịu thấy. Cứ ngồi đó gẫm nó thiệt, rồi thương nó, rồi măng mê nó, rồi khoe khoang nó, đủ thứ chuyện hết. Nó là cái gì? Thứ đồ bỏ không thiệt. Rồi thấy mình vậy, thấy người vậy thì thấy tất cả có gì đâu. Mà thấy như vậy đó, quý vị nghĩ tốn bao nhiêu công? Chỉ cần xoay lại một cái mà thấy là thiệt là mê, còn thấy không thiệt đó là giác. Như vậy thấy thiệt là thấy theo chúng sanh, thấy theo cái không thiệt là thấy theo cái giác của Phật. Thì Phật chúng sanh cách bao xa? Nó không có xa gì hết, không qua những gì thập tính, thập trụ, thập ảnh, thập hồi hướng gì hết trơn. Xây lại cái thì nó thành. Như vậy thì mê đối với tứ tướng cho là thiệt, mê đối với sáu trần cho là thiệt, đó là chúng sinh. Còn bây giờ mình thấy rõ tứ tướng không thiệt, sáu trần không thiệt, đó là mình đã tỉnh, đã giác rồi. Dù chưa có phải là Phật viên mãn nhưng cũng là bước đầu vào cái cảnh giác, phải không? Tức là bước vào cái ngưỡng cửa giác ngộ. Như vậy thì cái quý của kinh này là chỉ thẳng cho mình nhìn thẳng, tiến thẳng, chứ không có thứ tự, không có dụ dỗ mình đi từng bước
nên nó là quý, nó là cao. Vậy mà tất cả chúng ta nghe, hiểu, thâm nhập được cái điều đó là cái điều không phải dễ. Ai hiểu được, thâm nhập được thì tự an lòng rằng mình có chủng tử Phật. Còn nghe không hiểu được, Phật nói cái gì trên trời trên mây khó hiểu quá, thì cái đó là mình chưa có chủng tử Phật, hay là chủng tử Phật của mình nó mới bằng một tâm nhang này thôi, nó chưa có nhiều. Vì vậy mà quý vị nhớ kỹ, nghiền ngẫm lại, thấy thấu suốt rồi thì chúng ta mới quý, mới biết rằng con đường tu thiền tông là con đường của Kinh Kim Cang đã chỉ. Thời nghị như vậy thì tháng sau sẽ được nghỉ kỳ. Tháng tư này thì tới bữa 14 tháng tư mới giảng lại, tức là nghỉ một tháng tròn, phải không? Đâu tới tháng nghỉ tháng rưỡi luôn hả? Thì kỳ này giả hang là lần này bù được tháng rồi không cho thiếu, hai lần thì bù được tháng, còn sau thì bù sau. Như vậy thì tới 14 tháng 4 mới giảng lại. Thì tất cả chư tăng chư ni, tôi nghĩ rằng chúng ta đại phước đại duyên mới gặp được Phật pháp, mà càng phước duyên cao sâu hơn nữa là được nghe kinh điển Đốn Giáo Đại Thừa và được biết đường tu của chư tổ đã dạy, thì cái đó là cái phước duyên vô ngần không kể hết. Nên chúng ta đừng tự khinh mình, mà ráng nỗ lực nhìn thấy cho tường tận để đừng lầm lẫn. Được bao nhiêu đó là quý vị tu hành xứng đáng, không hổ thẹn là con của Phật. Thời hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Về Kinh Kim Cang giảng tiếp, tức là tới cái phần thứ 16 năng tịnh nghiệp chướng. Tôi đọc chỉnh văn: Phục thứ Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng thử kinh, nhược vi nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ân đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ư nhiên đăng Phật tiền, đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na do tha chư Phật, tức giai cúng dường thừa sự, vô không quá giả, nhập phục hữu nhân,
ư hậu mạt thế, năng thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ư ngã sở cúng dường, chư Phật công đức, bách phần bất cập nhất, thiên vạn ức phần, nải chí toán số thí dụ, sở bách bất năng cập. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ư hậu mạt thế, hữu thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết giả, hoặc hữu nhân văn, tâm tức cuồng loạn, hồ nghi bất tín, Tu Bồ Đề đương tri thị kinh, nghĩa bất khả tư nghì, quả báo diệt bất khả tư nghì. Đó là một đoạn để cho chúng ta thấy cái giá trị của kinh này. Phật bảo lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, có người thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nhưng mà quý vị nhớ, chữ thọ trì là trước, đọc tụng là sau, phải không? Thọ là nhận, trì là giữ, nhận giữ những lời trong kinh này dạy, ứng dụng, đó là thọ trì đọc tụng. Nếu bị người khinh chê, thì người ấy tức là cái người thọ trì kinh á, đời trước, cái tội nghiệp đời trước, lẽ ra, chữ ưng là lẽ ra phải đọa vào đường ác, do đời này bị người khinh chê, đời cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt và sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy dễ quá, mình thọ trì kinh này bị người khinh chê thì người đó là đời trước do cái tội nghiệp ác của mình lẽ ra phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đời này bị người khinh chê thì cái tội nghiệp đời trước mình liền được nhẹ nhàng đó, được hết. Mà không những được hết cái tội đời trước mà sau này nhất định người đó sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Như vậy thì hai cái kết quả, cái kết quả gần là diệt hết tội trước của mình, kết quả xa sau này là sẽ được thành Phật. Như vậy thì thọ trì kinh này làm thế nào, đọc tụng kinh này là sao? Bởi vì chúng ta thấy rõ trí tuệ bát nhã hay là cái kinh bát nhã là cái kinh phá tất cả cái chấp. Chấp gì? Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Ngã nhân chúng sanh thọ giả mình không còn vướng chấp nữa, thì đó là mình thấu hiểu được kinh. Rồi đoạn sau sẽ nói tới cái chấp sáu trần. Như vậy thì chúng ta thọ trì đọc tụng kinh này là chúng ta không còn cố chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là nhóm chung, rồi thọ giả là mạng sống. Như vậy thì chúng ta không có bị kẹt trong cái chấp mình, người và chúng sinh, thì chúng ta sẽ được hết tội nghiệp đời trước. Nếu ai có chê chúng ta ngu thì chúng ta diệt hết được tội đời trước và sau sẽ được thành Phật. Bởi vì cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Mà nếu chúng ta có những cái gì bị khó, bị khổ do hiện đời hoặc đời trước mình tạo, thì nhân thọ trì kinh này nó cũng tiêu diệt nữa. Như vậy thì kinh này nếu chúng ta ứng dụng tu thì hết tất cả tội và sẽ được giác ngộ. Bởi vì ai ứng dụng trí tuệ bát nhã ngay trong cuộc sống hiện tại này thì người đó sẽ là người được giác ngộ.
ít thì giác ngộ từng phần thì gọi là Bồ Tát, nhiều thì giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Tu Bồ Đề, tôi nhớ hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tức là vô kiếp, số kiếp không tính kể được, ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, trước Đức Phật Nhiên Đăng, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, thải đều cúng dường thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Đó, thì như vậy Ngài kể cái công đức cúng dường thờ phụng chư Phật, quý vị tính chừng bao nhiêu? Na Do Tha chư Phật, nghĩa là 100.000 muôn ức Na Do Tha chư Phật, không biết bao nhiêu Đức Phật, tất cả đó đều cúng dường, đều thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, hay thọ trì đọc tụng kinh này, sẽ được công đức đối với sự cúng dường chư Phật, công đức cúng dường chư Phật của ta trước, 100 phần không bằng 1, 1.000 muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào bị kịp. Như vậy thì quý vị thấy như sao? Ngài nói Ngài thờ phụng cúng dường vô số Đức Phật, tức là trước khi gặp Phật Nhiên Đăng, Ngài đã thọ trì cúng dường hay là phụng sự cúng dường vô số chư Phật. Công đức đó không biết bao nhiêu, nhưng mà người thọ trì kinh này ở trong thời mạt pháp, tức là thời của chúng ta đây, mà thọ trì được kinh này thì được công đức đối với công đức của Đức Phật cúng dường đó. Những công đức đó 100 phần không bằng 1, 1.000 muôn ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng không thể nào bị kịp. Thì quý vị mới thấy công đức nhiều ít. Phải công đức nhiều không? Đó là cái công đức nhiều vô số kể. Nhưng mà để sau này Ngài mới nói: này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời mạt pháp sau có thọ trì đọc tụng kinh này, được các công đức ta nói đủ, ta nói đầy đủ, nếu ta nói đầy đủ đó, hoặc có người nghe tâm liền cuồng loạn, hay là nói điên cuồng, hoặc là hồ nghi không tin, này Tu Bồ Đề, nên biết kinh nghĩa không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Thì chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, ở trên đời hay là ở thế gian, người ta tu vì tu ở trong cái có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả, làm cái gì cũng nghĩ mình là thiệt, người là thiệt, chúng sanh là thiệt, mạng sống là thiệt, cho nên tất cả cái làm đó nó bị giới hạn trong cái tướng sinh diệt. Vì thiệt mà thiệt thì cái đó đều là cái thiệt của giả tướng, mà cái thiệt của giả tướng tức là cái thiệt của mê lầm, mà mê lầm tức là ở trong cái sanh diệt. Còn kinh này chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân không thiệt, ngã không thiệt, chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt, tất cả pháp không thiệt, tất cả đều là duyên hợp hư giả, không có một pháp thiệt. Không có một pháp thiệt thì cái thấy đó mới thấy đến cái chỗ chân thật, mà thấy được cái chỗ chân thật đó mới nói là công đức không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn vì cái đó là cái chân thật, mà chân thật thì không có đổi thay, không có sanh diệt. Còn thấy nhiều bao nhiêu đây nữa, mà trong cái đổi thay sanh diệt thì cái nhiều đó nó cũng không phải là thiệt, không phải là bền. Chỉ cái chân thật thì cái đó mới không đổi thay, mà không đổi thay thì cái đó mới là chân thật.
Cho nên căn cứ trên cái thuyết chân thật và hư giả thì được bao nhiêu cái hư giả cũng không bằng một cái chân thật. Vì vậy mà thọ trì kinh này là trở về cái trí tuệ bát nhã chân thật, thấy các pháp đúng như thật. Còn mình cúng dường tất cả cái chư Phật mà mình thấy Phật thiệt, mình thiệt, chúng sanh thiệt, thì cái đó là cái phước hữu lậu đó. Hữu lậu là cái phước còn sanh diệt. Mà còn sanh diệt thì dầu bao nhiêu cũng không bằng cái phước vô sanh. Cho nên ở đây kết thúc đều là hơn tất cả. Hơn là gì đó là cái phước vô sanh. Chứ còn bây giờ nhiều người đem kinh Kim Cang ra tụng mà tính năm nay tụng được 100 bộ, năm tới tụng được 100 bộ, như vậy mình có phước đức vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chưa? Phước đó hữu lậu hay vô lậu? Tụng kinh trí tuệ bát nhã cứu kính mà mình tính số thì nó hết trí tuệ bát nhã mất rồi, phải không? Vì vậy mà tụng trong cái ngã tướng nhân tướng thì làm sao mà có phước báo đúng như cái chỗ mà Phật dạy đó. Cho nên cái đoạn sau này Phật mới nói, tức là đoạn 17: khi nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm giả, đương sanh như thị tâm, ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh, dĩ nhi vô hữu nhất chúng sanh thật diệt độ giả. Bây giờ tôi giải thích từng đoạn để cho quý vị nhớ, cho dài quá. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục hay an trụ tâm, làm sao hàng phục cái tâm kia? Đó, tâm kia là tâm nào? Đó. Như vậy thì chữ kỳ này đó có chỗ hiểu là cái tâm sinh diệt của mình, vọng tưởng của mình, nhưng mà có chỗ hiểu thì khác. Đây nè: người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Muốn an trụ tâm, hàng phục tâm thì đây Đức Phật sẽ nói sao. Phật bảo Tu Bồ Đề, người thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sanh tâm như thế này: ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Như vậy thì muốn an trụ tâm hay là muốn hàng phục tâm thì chúng ta nên phải sao? Nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay tôi cũng hay giảng hay nói, nhưng mà đây nó có hai mặt. Mặt thứ nhất, chúng sanh là chỉ cho tâm sanh là một chúng sanh, tâm diệt thì hết chúng sanh, thì đó là độ chúng sanh trong nội tâm. Nhưng mà chúng sanh đây cũng là chúng sanh ở ngoài nữa. Tại sao? Bởi vì độ tất cả chúng sanh diệt độ, diệt độ đó mà không có cái thấy có một chúng sanh nào được diệt độ, thật diệt độ. Vì sao? Vì mình có những cái điều kiện sau này ở đây giải thích. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu hỏi gì kế sao
Thì Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Bồ Tát là giác, mà thấy tướng chúng sanh thiệt, thấy tướng mình thiệt, thấy tướng người thiệt, thì đó là Bồ Tát được chưa? Nếu mình thiệt, người thiệt, chúng sanh thiệt, thì đó là mê. Vì thân này là giả, mình giả, người giả, chúng sanh giả, giả mà thấy thiệt, thì đó là mê. Mê làm sao gọi Bồ Tát được, phải không? Sở dĩ mà độ tất cả mà không thấy có bị diệt độ là vì mình không thiệt, người không thiệt, thì diệt độ ai? Độ người nào? Đó, vì vậy mà ở đây nói chúng ta thấy rõ ràng rằng mê mà xưng Bồ Tát đó là giả hiệu, mà giác thì không có xưng Bồ Tát, phải không? Vì đâu có thấy mình thiệt mà xưng mình Bồ Tát. Chỗ này là cái chỗ mà người đời hay lầm. Nghe vị nào tu lâu lâu trên núi xuống, nói tôi đang tu cái hạnh Bồ Tát, hay là đương thực hành theo cái hạnh Bồ Tát, thì quý kính nói anh vị đó Bồ Tát. Ở đây thấy còn có ngã, còn có nhân là không phải Bồ Tát. Còn ngã thật, còn nhân thật thì đó là còn mê. Mà Bồ Tát là giác, cho nên nó là phi Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ diệt độ tất cả công đức vô lượng vô biên đó mà thấy nó thiệt thì đều là không phải Bồ Tát hết rồi. Vì cớ sao Tu Bồ Đề sở dĩ giả hà, Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tam giả. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai ư Như Đăng Phật sở, hữu pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Phủ Phật giả Thế Tôn. Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, Phật ư Nhiên Đăng Phật sở, vô hữu pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Phật ngôn như thị, như thị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái thâm tâm Phật muốn dạy cái trí tuệ bát nhã phải thế nào. Ngài đặt câu hỏi, vì cớ sao này Tu Bồ Đề thật không có pháp, thật không có pháp? Bởi vì chúng ta nhớ mình tu thì ngoài thì có Phật Bồ Tát, ở trong thì có cái pháp để cho mình giác ngộ. Nhưng mà ở đây thì Phật nói rõ là thật không có pháp, gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn thấy có một pháp thật thì có cái ngã. Pháp và ngã nó không rời nhau, ngã và pháp đều là cái phương tiện, chứ cái chỗ cứu kính chân thật nó không có. Vì vậy mà nói pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó không có cái pháp mà để pháp tâm thành Phật. Đây hỏi, đây nói là Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không? Thì ngài Tu Bồ Đề thưa không vậy Thế Tôn. Hà bạch Thế Tôn, không vậy. Như chỗ hiểu của con, cái nghĩa của Phật nói Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Như vậy thì ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca đời sau thành Phật, mà nói rằng không có cái pháp thành Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu làm sao? Bởi vì tất cả ở trên thế gian này đều nằm trong cái tương đối, mà tương đối là cái sanh diệt, không phải thật. Ngã là ta, pháp là cái pháp của Phật tu chứng. Nếu thấy có ta là thiệt, có cái pháp tu chứng là thiệt, thì đó là còn kẹt trong cái tướng sinh diệt đối đãi. Mà còn sanh diệt đối đãi làm sao gọi là Phật được?
giác ngộ viên mãn được. Cho nên không có cái ngã thật, không có một cái pháp thật, nếu có là gượng nói thôi, phải không? Gượng nói, tạm nói. Mà chúng ta có cái bệnh, nói thì nó thiệt à, phải không? Nói thành Phật thì phải thành Phật thiệt, hay nói là chứng quả thiệt. Nhưng mà thành Phật chứng quả là một cái lối nói gượng, chứ còn thật á, nếu mà thành Phật thì sao? Không biết Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn làm Thái tử, đến khi Ngài thành Phật, Ngài có đổi tướng không? Có đổi không? Còn như mà các vị tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, khi còn phàm phu, rồi khi mà thấy được đạo rồi, có đổi tướng không? Thì như vậy, cái tướng ở ngoài nó không có đổi. Tại sao? Vì giác ngộ là cái thấy của tự tâm, tâm mình sáng lên, mình thấy được lẽ thật, chứ không phải là cái tướng ngạo bên ngoài. Nếu hồi chưa thành Phật thì nói ông A, thành Phật thì nói Phật gì? Thì người ta thấy một cái bậc khác xa quá, từ phàm phu lên Phật, mình tưởng thành Phật rồi cái hết ông A, nhưng mà đều là đổi tên của ông A thôi chứ gì, phải không? Nếu vậy thì mê là A, mà giác là cái ông A thức tỉnh, hay là ông A tỉnh giác, cũng ông đó chứ không có ai khác. Không có phải thành Phật rồi đổi hình đổi tướng. Như vậy thì cái thân này mỗi khi chúng ta mê thì nó cũng là thân này, đến khi chúng ta giác cũng là thân này, chứ không có hai thân. Thì như vậy mới nói là như nhau dọc mũi ngang mày đó, lòng phàm lòng thánh khác nhau muôn trùng. Giống hệt thân thể như nhau, nhưng mà khác ở chỗ tâm phàm tâm thánh. Tâm phàm là tâm mê, tâm thánh là tâm giác, nó khác nhau chỗ đó thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng khi mà tu rồi thì chúng ta dù có đạt được đạo, nói là Bồ Tát, nói là Phật, đó cũng là giả danh thôi. Chứ Phật là cái giác ngộ viên mãn, mà cái giác ngộ đó ở nội tâm của mình, nó đã sẵn chứ không phải mới có. Cho nên không có cái được. Nếu nó có được thì cái ngã và cái pháp nó hiện tiền, nó không có mất. Vì vậy mà đây Ngài U Bồ Đề Ngài nói không, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bồ Đề. Rồi Phật khen đúng như vậy, đúng như vậy. Không có được nó, năng đắc sở đắc không có. Bởi vậy nên nhớ Kinh Bát Nhã tóm lược đó, dĩ vô sở đắc cố đó, vì không có sở đắc cho nên mới đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nếu có sở đắc là không được. Đây thấy cái ý rất rõ ràng. Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề nhược hữu pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nhiên đăng Phật tức bất giữ ngã thọ ký, nhữ ư đương lai thế đương đắc tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Dĩ thật vô hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thị cố nhiên đăng Phật giữ ngã thọ ký tác thị ngôn, nhữ ư lai thế đương đắc tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Một đoạn này thì quý vị mới thấy rõ cái ý đó. Này Tu Bồ Đề thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Phật Nhiên Đăng tức chẳng thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác
Thế nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta nói thế này: ông ở đời sau sẽ được làm Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta thấy mâu thuẫn dài dài, phải không? Không có được cho nên được thọ ký, còn thấy có chỗ được thì không được thọ ký. Như vậy thì chúng ta bây giờ tu được hay không được, thích được hay thích không được? Cái gì cũng muốn được, muốn có hết nè. Mà tu, mà nhất là cái thời này người ta hay bài nói rằng ông này chứng cái này, ông kia chứng cái kia gì đó, cái thì người Phật tử tu hăng lắm, tu tích cực. Còn nếu mà nói kiểu không được, Phật quá cũng không được nữa, thì ta chán nản, ta hết muốn tu. Nhưng mà lẽ thật là lẽ thật, chúng ta đừng lầm ở những cái lời lừa bịp. Nhiều người là phàm phu chưa có ra gì mà dám thọ ký người này tu đà hoàng, người kia là sơ thiền nhị thiền lung tung lang tang, khi đó mình chưa ra gì hết. Thì cái đó là cái lời lừa phỉnh người đời đó. Bởi vậy nên phải hiểu cho rõ. Đây Phật nói Phật Thích Ca đã thành Phật rồi mà nói ngài, nếu mà ngài còn thấy sở đắc thì Phật Nhiên Đăng không có thọ ký cho ngài. Sở dĩ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ngài là vì ngài không thấy có cái pháp để được, và không có pháp được thì không có ngã, không ngã không pháp thì được thọ ký. Như vậy đó, dường như mâu thuẫn, mà chính đó là cái phần chân thực. Ở đây, hà dĩ cố Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Mấy vị phải thâm mấy chữ này: nhược hữu nhân ngôn, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề. Thật vô hữu pháp, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề. Như Lai sở đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ư thị trung vô thật vô hư, thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Thấy cái câu này, mấy câu đó là hay tuyệt vời. Ở đây quý vị thấy ngài nói, nếu có người nói Phật được A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề đó, thì Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong ấy không thật không hư đó. Như vậy hai cái câu mà chúng ta phải lưu tâm, cái câu mà nói rằng thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Bởi vì còn thấy có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thấy pháp thật. Mà thấy pháp thật thì thấy ngã cũng thật. Vì vậy mà không có pháp được, mà Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chỗ Phật được đó là sao? Ở trong đó nó không có thật mà không có hư, tức là không có hai bên. Còn thấy đối đại hư thật phải quấy có không vân vân thì đều là chưa phải là cái chỗ chân thật. Mà chỗ chân thật nó không còn hai bên đối đãi. Vì vậy mà các tổ nhà thiền luôn luôn là chú ý nói không còn hai bên. Như tổ Tăng Sáng trong bài Tính Tâm Minh nói sao? Tính tâm bất nhị, bất nhị tức là tính tâm. Cái tâm chân thật đó là không hai bên, mà còn hai bên là không được chân thật. Mà tâm chân thật tức là cái tâm Phật của mình đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Vì vậy mà nó không có còn cái tâm đối đãi hai bên đó, thì mới có thể là tới chỗ chân thật. Cho nên ngài nói đối ở trong đó đó không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Sao vậy? Không thật không hư và tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu
Tôi nói rằng nếu đối với người mà mình còn thấy người này đẹp, người kia xấu, có Phật pháp không? Đối với cảnh, cái cảnh này tốt, cảnh kia xấu, còn Phật pháp không? Nếu khi tâm mình đối tất cả cảnh không còn thấy đối đãi, không còn thấy so sánh gì hết, thì đó là cái tâm như. Mà tâm như thì đó là các pháp đều là Phật pháp, thấy cái nào cũng là như hết. Còn mình thấy cái này khác cái kia, bởi khác cái kia cho nên là tâm mình nó không như. Và không như thì làm gì tất cả pháp là Phật pháp được. Cho nên ở đây nói rằng không có thật, không có hư. Đó, đối với cả pháp không có thật, không có hư, thì như vậy là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn nếu thấy có thật có hư á, thì thấy tất cả pháp là gì pháp? Là thế gian pháp hết. Bởi vì thấy cái gì cũng dính mắc hết. Thật thì chịu, hư thì không ưa, cũng như có không vân vân, đẹp xấu, miễn hai bên thì đều là mắc kẹt. Cho nên cái chỗ mà này nó là cái chỗ thiền tông nhìn thẳng vô, không còn có hai đối đãi. Còn hai đối đãi là chưa tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì Phật nói tất cả pháp đều là Phật pháp, tức là gì? Không có thật, không có hư, nó mới tất cả pháp đều là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề nói tất cả pháp đó, tức chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi là tất cả pháp. Bởi vì nói tất cả pháp là một cái danh từ chung, mà cái danh từ chung nó đều là không thiệt, cho nên tất cả pháp đó cũng là không phải pháp, thế nên gọi là tất cả pháp. Gọi tất cả pháp là cái gượng nói, tạm nói, chứ không phải là cái thật. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ chú ý quan trọng. Phật lại còn nói, Tu Bồ Đề, thí như nhân thân trưởng đại, trường như có thể là trường đại. Tu Bồ Đề ngôn Thế Tôn, Như Lai thuyết nhân thân trường đại, tức vi phi thân, phi đại thân, thị danh đại thân. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát diệt như thị, Bồ Tát diệt như thị, nhược tác thị ngôn, ngã đương diệt độ vô lượng vô số chúng sanh. Vô lượng chúng sanh tức bất danh Bồ Tát, hà dĩ cố Tu Bồ Đề, thật vô hữu pháp danh vi Bồ Tát, thị cố Phật thuyết nhất thiết pháp, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Thì ở chỗ này Phật nhắc đi nhắc lại cho mình thấy rõ. Phật bảo rằng như nói có cái người cái thân rất là dài, rất là lớn hay là rất cao lớn, tức là không phải thân cao lớn. Nó thân cao lớn, hỏi người Tu Bồ Đề, như vậy thì có thật là thân cao lớn hay không? Người Tu Bồ Đề nói thân cao lớn đó, chứ không phải thật là thân cao lớn, mà không phải thật thân cao lớn ấy mới gọi là thân cao lớn. Bởi vì nếu mà mình cho cái tướng mạo lớn, tướng mạo cao là thật, thì cái đó là không phải thật lớn rồi. Bây giờ thấy cái không có tướng mạo cao, tướng mạo lớn, thì cái đó mới thật là cao lớn. Như vậy thì khi nào còn có một cái hình dung để đo lường được, để so sánh được, thì cái hình dung đó nó chưa thiệt. Mà thấy cái chưa thiệt đó, mình biết nó là không thiệt, thì chừng đó mới phải là cái to lớn thiệt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói rằng ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức không phải là Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát mà thấy chúng sanh thiệt, độ vô lượng thì tức là thấy chúng sanh thiệt. Mà thấy chúng sanh thiệt thì mình không phải là người giác. Không phải người giác nên sao gọi là Bồ Tát được?
Đó. Vì cớ sao tu Bồ Đề thật không có pháp gọi là Bồ Tát, kể cả cái tên Bồ Tát cũng không có nữa, chẳng qua để đối với mê tạm gọi là giác, chứ nó không có cái giác riêng, cái mê riêng, chẳng qua là một cái giả danh dùng tạm. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Như vậy thì không có pháp nào mà thật có cái pháp thật, thật có một cái pháp có cái tên, thật pháp có cái nghĩa, mà chỉ là cái giả tạm thôi. Còn đoạn nữa: Tu Bồ Đề, Nhược Bồ Tát Tác Thị Ngôn, Ngã Đương Trang Nghiêm Phật Độ, Thị Bất Danh Bồ Tát, Hà Dĩ Cố Như Lai Thuyết Bồ Trang Nghiêm Phật Độ Giả, Tức Phi Trang Nghiêm, Thị Danh Trang Nghiêm, Tu Bồ Đề, Nhược Bồ Tát Thông Đạt Vô Ngã Pháp, Giả Như Lai Thuyết Danh Chân Thị Bồ Tát. Đoạn này là kết thúc. Phật bảo rằng: Này Tu Bồ Đề, thật không có cái pháp gọi là Bồ Tát. Tại sao vậy? Nghĩa là Bồ Tát là giác, mà chúng sanh là mê. Nhưng mà chúng sanh không thiệt thì cái mê không thiệt, thì cái giác cũng không thiệt. Mà biết mê giác không thiệt thì đó là Bồ Tát, chứ không phải là có cái pháp thiệt Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không thọ giả. Tức là thấy không có mình thiệt, không có chúng sanh thiệt, không có người thiệt, tất cả những cái đó đều không thiệt, thì làm gì có một pháp thiệt. Người không thiệt thì pháp cũng không thiệt, cho nên không có cái thật pháp. Ngày Tu Đề, nếu Bồ Tát mà nói như thế này: tôi sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy không có gọi là Bồ Tát. Thế là không gọi Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó, người trang nghiêm cõi Phật đó, tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Như vậy thì tất cả cái công phu trang nghiêm cõi Phật là công phu tu hành của mình. Mình nói mình tu hành thế này, tu hành thế nọ, thì đó là mình nói cái công phu của mình thiệt. Mà cái công phu thiệt đó quả là không có thiệt. Nếu mình nói thiệt thì đó là không biết tu. Còn bây giờ nói tất cả cái đó đều là không thiệt, tức đó là trang nghiêm quả Phật thiệt, tức là tu thiệt. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt cái pháp không có ngã và pháp, Như Lai gọi là thật là Bồ Tát, gọi cái tên thật là Bồ Tát. Người nào là cái người giác ấy, thì phải thông suốt, không có ngã, không có pháp. Nếu còn thấy có ngã có pháp thì chưa thông suốt. Bởi vậy cho nên ai mà qua khỏi cái chấp ngã chấp pháp thì người đó Phật mới gọi là Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây phá triệt để cái gốc chấp ngã chấp pháp của mình. Chấp ngã là chấp thân, cho ta là cái này là cái kia. Chấp pháp là cho pháp này là pháp thanh văn, pháp kia pháp Bồ Tát thanh văn. Hai cái đó đều không thiệt. Thì thấy vậy mới gọi là cái người thấy thiệt. Thôi, thầy đề nghị: chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não thần thể nguyện đoạn môn vô lượng thể vô thượng thể nguyện thành. Ngày mai tới lễ Phật đản ở tại Thiền viện Trúc Lâm,
báo cho tăng ni và Phật tử biết. Ở Trúc Lâm thì rất đơn giản, lễ Phật đản thì sáng 8 giờ chư tăng chư ni làm lễ Phật đản tại chánh điện, bên ni là tại thiền đường. Rồi sau cái lễ đó thì ở chánh điện này có buổi lễ quy y, tức là 9 giờ về sau có làm lễ quy y. Thì Phật tử nào muốn quy y thì ghi tên ở nhà khách, để rồi mai 9 giờ chúng ta làm lễ quy y. Thì sau lễ quy y thì có được một bữa chè sôi nhẹ nhẹ để cho quý Phật tử đỡ lòng. Chứ ở đây quý ông thầy nói dối quá, không có kỹ, để báo cho quý Phật tử hiểu. Như vậy ngày mai lễ Phật đản là như thế thôi.